Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình đang có mặt tại lớp học phun theo thẩm mỹ cơ sở thành phố Hồ Chí Minh nha. Hôm nay là thứ năm, ngày giữa tuần thì các bạn học viên rất là chăm chỉ và rèn luyện trên da giả và học vẽ trên giấy. Đây là lớp học phun theo thẩm mỹ nha mọi người. Các bạn học viên đang rất là chăm chỉ và rèn luyện trên da giả và vẽ trên giấy. Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem live nhé. Mình sẽ quay lớp học cho các bạn cùng xem nha. Đây. Hello. Đây là học viên đang học sợi nâng cao. Hello, Thùy Linh nhé. Bài sợi hai chót đó là bài cuối cùng của bộ môn phun theo thẩm mỹ nhé. Đây, các bạn học viên đang học chị. Hello, xin chào Trang Bùi đang xem live nhé. Sao Trần Thu Thảo nha. Đây học viên đang học bài đó là phun môi. Khi các bạn học phun môi trên da giả thì các bạn học trên cái ống nước thì nó sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Hello. Khi bạn các bạn học viên đã hoàn thành đánh trên da giả thì các bạn sẽ được lên mẫu người thật nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem live nhé. Sẽ quay lớp cho mọi người cùng xem. Chào Nhật Vương nha, chào Phong nha. Khỏe không em? Hello Liên Vũ nha. Nay công việc em như thế nào rồi? Mọi người đang xem live có nhìn rõ không ạ? Hello các tình yêu. Đây là buổi chiều các học viên rất là chăm chỉ và rèn luyện. Mình sẽ quay lớp cho các bạn cùng xem. Vẽ đi em, vẽ đi. Hello, chào tất cả mọi người đang xem live nhé. Nay là thứ năm ngày giữa tuần, các bạn học viên rất là chăm chỉ và rèn luyện cũng như mọi ngày thôi. Đây là lớp học phun theo thẩm mỹ, đây là lớp học trên da giả và học vẽ. Hello. Chào mọi người đang xem live nha.
cái bàn này nó quá thì ghê luôn, nó như là một cái khu gọi là nó không phải là cái chỗ để học văn phòng, nó như là một cái chỗ mà nơi để làm việc, ghê lắm. Hello, đây là học viên đang học sợi nè mọi người. Chào tất cả mọi người đang xem live nha. Đây học viên này đang học bộ môn phun mày nhé. Xem khi mà các bạn đánh phun mày xong thì các bạn sẽ qua bài ombre nhá. Qua bài ombre xong thì các bạn sẽ qua bài phun mí, rồi sau đó bắt đầu phun môi và bài cuối cùng đó là bài sợi hair chót. Cô giáo đang đi kèm các bạn học viên. Hello, xin chào Trinh Vĩnh Tiến quê. Hello, xin chào nhé. Hiện tại viện thẩm mỹ quốc tế Everson luôn đào tạo các khóa học như spa, phun teo thẩm mỹ, nail, đôi mi, make up, gội đầu dưỡng sinh. Mọi người muốn tham khảo các khóa học thì hãy inbox nha. Đây là lớp học phun teo thẩm mỹ nha. Đây là chi nhánh cơ sở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Hello Như Quỳnh nha. Mình sẽ quay các bạn học viên đang học cho mọi người cùng xem nhé. Bạn học viên đang đánh phun môi. Oh, xin chào buổi. Bạn học viên bên đây đang đánh bài phun môi. Cô giáo đang hướng dẫn các bạn học viên. Có cái thời gian người ta học một tí. Đây bạn học viên này đang học môn sợi hair chót. Cái bài này là cái bài cuối cùng của bộ môn phun teo thẩm mỹ nha mọi người. Khi bạn học hair chót thì trước tiên là bạn phải học vẽ trước, học vẽ và xác định các đường xe bay, sau đó bắt đầu mình sẽ được lên máy. Hello, xin chào Phan Thị Tố Hảo nha, chào tất cả mọi người đang xem live nha. Đây là học viên đánh môi. Khi các bạn hoàn thành đánh bài môi trên da giả thì các bạn sẽ được lên mẫu người thật. Học đánh môi trên da giả chủ yếu là mình sẽ luyện lực tay nhé. Lực tay tốt thì mình đánh cái môi nó đều, nó không bị sưng và nó ra màu rất là mịn và trong. Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem live nhé.
nha, mọi người cũng muốn tham khảo khóa học đâu mà. Hiện tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vệ sinh luôn đào tạo các khóa học spa, phương tây thẩm mỹ, nối mi, nail, makeup, gội đầu dưỡng sinh. Hello, chào quý Lê đang xem live ạ. Hiện tại mình đang ở trong lớp học phun theo thẩm mỹ ạ. Đây là lớp của mình. Hello, chào diễn viên spa đang xem live nhé. Chào Thanh Hoa đang xem live, chào tất cả mọi người đang xem live nhé. Ai muốn tham khảo các khóa học thì hãy liên hệ và inbox để Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vệ sinh nhé, để được tư vấn rất là tận tâm. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào Lê Nguyễn Hồng Nhung đang xem live nhé em. Em có khỏe không em? Đây là học viên của lớp phun theo thẩm mỹ, hiện tại mày đang phun bài phun môi nhé. Đây. À, một lát bạn muốn tham khảo khóa học phun môi thì bạn inbox cho mình nha, để mình được tư vấn cho bạn nha. Nam cũng học phun xăm được nhé mọi người, cho nên mọi người cứ tự tin lên. Thầy chào em. Thầy khỏe re, một lát thầy lên thầy gặp em á. Xuống học thầy gấp nha, đăng ký học gấp. Hello, xin chào Nguyễn Mỹ đang xem live nha. Có ai muốn tham khảo các khóa học nào không mà? Hello, xin chào tất cả mọi người. Tại lớp học phun theo thẩm mỹ, mình đang bên phòng thực. Em đang học lớp spa mà muốn học phun theo nữa được không ạ? Được chứ. Spa và phun theo thẩm mỹ là một nha em, nên kết hợp với nhau rất là tốt. Em có thể tham khảo để học nhé. Được, khi học xong xong mà em sẽ rút ngắn được thời gian nhé em. Hello, xin chào vô tay á. Chào tất cả mọi người đang xem live nhé. Có ai muốn tham khảo các khóa học đâu mà. Tháng thì xong thầy. Học môn theo thẩm mỹ thì nó dao động là từ 2 cho tới 3 tháng nha em. Và cũng tùy theo cái năng lực của mỗi người nữa. Hello, xin chào. Xin chào Minh Tuyết đang xem live nhé. Yeah.
Học con theo thẩm mỹ à? Học con theo thẩm mỹ thì viện thẩm mỹ quốc tế vệ sinh sẽ bao mẫu cho em nhé. Thì lên mẫu em cứ yên tâm nhé. Chào em Minh Tuyết, chào em đang xem live nha. Cô giáo đang hướng dẫn các bạn học viên học. Chưa nói dán thôi Mình nha. cho các bạn xem cặp sợi đầu tiên của học viên nè. Chưa nói dán Rất là đẹp nha. Này là chưa hoàn thành nha mọi người. Hoàn thành là còn sẽ đẹp dữ nữa. Đây là cặp sợi đầu tiên đó. nữa. Mình xin kết thúc livestream tại đây nhé. Chào tất cả mọi người đang xem live nha.